Man United được đặt nhiều kỳ vọng ở mùa giải năm 2023 đến năm 2024 khi đội bóng của huấn luyện viên Ten Hag chi hơn 100 triệu bảng để mang về một số cầu thủ, bổ sung chất lượng cho đội hình. Tuy nhiên, ngay trận đấu đầu tiên, Quỷ Đỏ phần nào gây thất vọng bởi lối chơi không ấn tượng, vẫn bạc nhược như nhiều trận đấu ở mùa giải trước. Được thi đấu trên sân nhà, Manchester United trình diễn kém hơn Wolves. Các chỉ số thống kê đã cho thấy đội khách chơi hay hơn đội chủ nhà. Manchester United kiểm soát bóng 51% thời gian, tung ra 15 lần dứt điểm và chỉ 3 lần bóng đi trúng cầu môn. Wolves cầm bóng ít hơn không đáng kể, với 49% thời gian cầm bóng, đội khách tung ra 23 lần dứt điểm, 6 lần bóng đi trúng cầu môn. Chiến thắng của Man United rất may mắn và được tạo dựng bởi hai nhân vật chính. Trước hết là thủ thành Onana. Chốt chặn cuối cùng của Manchester United đã chơi lăn xả trong lần đầu tiên ra mắt Premier League, anh có 6 lần cứu thua cho đội bóng mới. Sau đó là Varane, trung vệ người Pháp ghi bàn ở phút 76 để mang về chiến thắng 1-0 cho đội chủ sân Old Trafford. Bị thủng lưới Wolves vùng lên mạnh mẽ. Phút 83, Silva dứt điểm từ góc hẹp, Onana đã khép góc kịp thời, dùng chân cản bóng ra ngoài. Một phút sau, Silva tiếp tục thử sức với một cú sút chìm trong vòng cấm địa, nhưng Onana tiếp tục dùng chân cản bóng. Ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, VAR xuất hiện để kiểm tra tình huống lao ra của Onana. Thủ thành người Cameroon không chạm được tay vào bóng và va chạm với cầu thủ Wolves, khiến đối phương ngã. Tuy nhiên, Man United may mắn thoát phạt đền, nhờ đó họ bảo vệ được chiến thắng 1-0 và giành trọn 3 điểm ở trận đầu tiên của mùa giải mới.